À, mình tên đầy đủ là Trần Phước Giàu, năm nay là mình 52 tuổi. Hiện tại á, là mình đang công tác tại khoa xét nghiệm hội chẩn bệnh viện đa khoa tỉnh của Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì cái đầu tiên á, là mình sẽ nói về cái cơ hội của mình, tại sao mình đến với Oriland và tại sao mình chọn Oriland để làm công việc của mình. À, tuy mặc dầu trong cái thời gian này là chưa phải là chính, nhưng mà với cái tình yêu cái sản dòng sản phẩm của Wellness á, thì chắc chắn là trong tương lai thì mình sẽ cống hiến hết mình cái tuổi đời còn lại của mình cho cái sản phẩm Wellness và cái công ty Obilem. Thì tại sao mình chọn Obilem? Thì cái cơ duyên tới với Obilem của mình nó cũng rất là đơn giản, cũng giống như tất cả các bạn tư vấn viên khác thôi. Thì cũng lướt Facebook, thì trong cái thời gian rảnh rỗi á, thì mình cũng muốn tìm một cái công việc gì làm cho nó bớt nhàm chán với lại có tăng thêm cái thu nhập cho gia đình. Thì vô tình mình lướt Facebook á, thì mình có gặp một cái tin đăng của Bảo Trợ Thanh Thảo. Thì với cái lòng tin là tại vì cái chị này chắc chị cũng ở cùng tỉnh với mình gần đây, chắc không đến đổi đâu. Còn những cái tin mà đăng khác ở trên mà nói mà làm mà không phải bỏ cọc đồ á, thì mình sợ bị lừa. Nên thì mình chấm tin của chị, thì chị Bảo Trợ mới nói với mình là cái công việc này á, là làm không cần cọc, không cần vốn. Thì nói chung mình đang cần việc để làm thêm mà nghe không cọc, không vốn ở cả nhà. Rất là mê, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Thật sự rất là nghi ngờ, làm gì mà không cọc, không vốn mà ngày mình làm được 200.000. Có không? Thôi cứ để thì cứ thử đi, cái gì phải thử mới biết. Thì mình cũng có gửi chứng minh cho chị trong vòng tư vấn khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ, là mình mạnh dạn gửi chứng minh. Tại vì mình nghĩ gì nè, mình muốn làm cái gì cũng phải có giấy tờ, mà cái chứng minh đó là cái giấy thông hành để mà công ty giữa mình với công ty nó giao lưu với nhau. Không có vấn đề gì mà mình sợ khi đưa chứng minh cho người ta lấy chứng minh của mình, người ta làm bất kỳ cái chuyện gì phi pháp, đó là cái vấn đề là không bao giờ có. Tại vì muốn làm cái gì cũng phải có chữ ký của mình, nên tất cả những cái chuyện phi pháp khác là chắc chắn không có. Mạnh dạn gửi chứng minh. Thì mình gửi chứng minh cho chị đăng ký cũng rất là nhanh cả nhà, mà đang ngồi ở nhà nữa. Thì chị đăng ký trong tầm vòng khoảng 30 phút sau chị gửi cái thẻ cho mình. Thì lúc đó mình ngỡ ngàng cả nhà, ủa sao mà tôi thấy chị để cái hộp rồi bây giờ tự nhiên chị đăng ký cho tôi vô công ty Olam giống đa cấp với gì trời. Thì chị mới nói đa cấp mà có nhiều dạng đa cấp lắm chị. Thì trong lòng mình không có nói ra, nhưng mà mình nghĩ là đa cấp thì đa cấp chứ làm gì mà đa cấp có nhiều dạng với 2-3 dạng. Thì mình nói trong lòng vậy thôi chứ mình cũng không dám nói ra, nhưng mà mình vẫn còn nghi ngờ. Đến khi chị nói là bây giờ chị nghe cái bài khởi nghiệp này của sếp Hải, thì khi mà gửi cái bài học đầu tiên thật sự mà nói thì mình cũng chưa thuyết phục lắm đâu. Tại vì mình nghe nó cũng chập chờn nghe nó không có hết, rồi nghe công việc nghe nói này kia nọ, thật sự mình cũng bán tín bán nghi, mình cũng chưa có tin. Nhưng khi mình nghe lại lần thứ ba cả nhà thì mình mới suy nghĩ là chắc cũng có thể có thiệt. Mình mới vô YouTube á, mình khỏi vô mình kiểm tra. Rồi mình nhờ hai đứa con gái của mình á, là nó đang học đại học ở trên đây, một đứa là công tác tại bệnh viện Đại học Y Dược bây giờ á, rồi một đứa thì nó đang học đại học. Thì đâu con thử chạy ra số 100 với lại 102 Nguyễn Văn Trỗi á, phường 8 quận Phú Nhuận giùm mẹ đi. Hỏi chi vậy mẹ? Con coi coi có cái công ty Ulilem không con? Chừng nào có con nhắn về bố mẹ tính làm hả? Cái nói thì mẹ mới đăng ký à. Cái nói dạ, thì nó mới search vô thì nó thấy là ồ mẹ ơi công ty này có. Thôi bây giờ để ngày mai con đi học sẵn con chạy tẹt qua đó luôn. Thì ngày mai thì nó nói có mẹ ơi, cái công ty Ulilem có thiệt đó mẹ, mà con thấy hoành tráng đã lắm, mà con thấy cái hình bà hờ hen nữa, là cái bà hoa hậu hoàng của mình á, là hình như bà làm đại sứ gì đó. Cái trong lòng mình nói ở này ngon nè, cái gì mà có hoa hậu làm đại sứ là chắc ăn rồi đó, chắc được á. Bắt đầu mình thử cả nhà, thì mình đăng ký chính xác á là ngày 21 tháng 2. Thì mình vô làm được, mình học được bài khởi nghiệp của sếp Hải xong thì còn 9 ngày đó là mình cố gắng. Thì mình cũng làm theo cách mở hàng lấy mai của sếp Hải, rồi nhờ người quen bán hộ, rồi nhờ mọi người mua chung. Thì mình cũng nói chung là chắc cũng có sức thuyết phục đó, nên mình bán được cái đơn hàng đầu tiên. Rồi mình bán được đơn hàng tiếp theo, mình bán được đơn hàng tiếp theo, nói chung trong 9 ngày đó đó là mình về 9%. Thì bắt đầu mình nằm luôn đó luôn.
Thì kế tiếp đó thì nói chung là thấy cũng hết hấp dẫn rồi, tại vì những người mình mời rồi hết rồi, người ta mua rồi rồi đâu có ai mua nữa. Mà bây giờ mình mua về mình xài thì đâu phải mua hoài, đồ sử dụng cho gia đình mà. Thì bắt đầu mình mới qua tháng thứ hai thì cũng nghe theo sếp Hải nói là mình muốn làm cái gì á, thì mình bán cái gì á mà mình nhờ người khác mở hàng thì mình nghi ngờ là cha mẹ không giống giống người mở hàng. Thôi bây giờ mình mở hàng đại bộ combo Wellness đi, kệ đi, đằng nào mình cũng uống mà, không bổ về ngang thì cũng bổ về dọc. Thì nói chung ban đầu mình về mình có xài cái sữa tắm Discover đó cả nhà, thì mình thấy mình rất là thích, là nó thuyết phục được mình. Thì mình thấy là nói chung là cái phần tinh nó là 65% rồi. Thôi giờ mình quyết tâm đặt một bộ combo Wellness. Nhưng mà khi đặt combo Wellness về mình mở ra thì mình mới ngỡ ngàng, ôi trời, cái này mình đã được sử dụng cách đây 2 năm 3 năm trước. Thì trước đó mình uống cái Wellness bột á, thì mình cứ nghĩ là tại vì mình đau nhiều quá mình không đủ sức, mấy sư cô cho mình uống cái Coca-Cola, cái Milo để cho mình có sức thôi, chứ thật ra mình cũng không cảm nhận được cái Wellness là nó là cái gì. Thì có uống được cái gói viên á, tầm cũng khoảng mấy chục gói á, là của cái chị Hương á, là nhà chỉ ở bên quận 3 á, Ngô Thời Nhiệm quận 3, là chỉ có chở mấy người gia đình chỉ tu trên đó rồi chỉ đem lên nhiều lắm cho trên đó uống. Thì trong khi đó chị cũng cho mình được mấy chục gói đó, mình uống thì mình thấy cái chữ Wellness. Mà nói chung về chuyên môn á thì Wellness là sức khỏe, nhưng mà cái nguồn gốc xuất xứ nó thời điểm đó thì đang bệnh mà, nửa tỉnh nửa mê, mình đâu có biết là mình ta ai cho uống cái gì thì mình uống, nhưng mình biết mình đọc được chữ Wellness là mình biết sức khỏe rồi. Nhưng mà lúc đó là mất kiểm soát cả nhà, tiểu tiện gì là mình không có tự mình làm được, phải nhờ tới mọi người xung quanh chăm sóc. Thì trải qua cái giai đoạn đó rồi, sau khi mình về thì mình nói ồ cái này đây rồi, nó đây rồi, thì bắt đầu mình mới để ý tới nó và mình chăm chút nó. Thì khi mình uống xong á thì nửa bộ thì nói chung là rối loạn tiền đình nè, bao tử nè, rồi viêm đa khớp nè, rồi viêm đa khớp và viêm, nói chung là dây thần kinh trung ương đó cả nhà. Thì trước đây là mình bị suy sụp về tinh thần, về lý do là về kinh tế. Thì dây thần kinh trung ương 3 của mình á, hình hầu như là nó không có hoạt động. Nói không hoạt động thì không đúng đâu, nó gần như liệt cả nhà. Coi như là vui cũng được, buồn cũng được, không vui không buồn cũng được. Không có cần ăn mà cũng không có cần nói mà cũng không có cần cười, cứ ngồi im là im một chỗ như vậy á. Ai cho thì ăn, nói chung là không có phản kháng. Thì mình cứ ngồi hoài, nói chung là gọi là trầm cảm á cả nhà. Dùng từ là trầm cảm. Thì mình nói là cái này nếu mà mình uống hết như vậy á, thì có thể là mình chia sẻ được với nhiều người. Chứ lúc đó Phước Giàu chưa có biết là nó trị ung thư gì đâu, hoàn toàn không biết. Thì mình mới chia sẻ với mẹ mình, mà mẹ mình không có tin. Rồi chia sẻ với nhiều người khác xung quanh cũng không có tin. Rồi bắt đầu mình thấy mình cũng nản rồi, nói với ai người ta cũng không có tin hết trơn, giờ sao trời, rồi bán cho ai, rồi nếu mà không có làm được cái dòng này á, thì giờ mình làm gì, mỹ phẩm thì hồi đó giờ nói thiệt á, nghe cả nhà đừng có cười, mình không có biết chưa từng dùng mỹ phẩm mà trong đây nó quá trời trời luôn, cũng không có biết cái gì. Gửi cuốn catalog về á, Thanh Thảo kêu chị chà lên đi chị thử, thì chà thử cái nào nó cũng giống như cái nào, không biết phân loại được cái nào là cái nào. Thôi chắc chị cũng làm được đâu, có cái Wellness gì đó mà giờ chia sẻ không ai. Nhưng mà chị cũng có nghe nhiều cái live stream, cái người ở lại luôn là người chiến thắng. Sếp Hải có nói câu này chị luôn ghi nhớ, chị phải ở lại để chị chiến thắng chính bản thân mình. Lần thứ hai vui lắm nè cả nhà, chị tiếp tục chốt thêm một bộ Wellness tiếp. Thì chốt bộ Wellness lần này chị mạnh dạn, chị mới mời cái con nhỏ mà hồi xưa nó có làm chung với chị á, ê ba mày, má mày mới mất đó, ba mày đang yếu lắm, bây giờ mày cho ba mày uống Wellness đi, tao uống tao hết nè. Ông đang không ngủ, không ăn không ngủ được mà ông uống vô, cái ông nói trời ơi Phước Giàu ơi, ba uống ba khỏe quá trời, con bây giờ con đặt đi, con gửi lên đây đi, ba bán giùm cô hai bà bảy trên này nè. Rồi bắt đầu đem đặt xong thêm hai bộ nữa là đem lên cô hai bà bảy. Cô hai bà bảy uống xong rồi cô hai bà bảy hết tiền mua rồi, không bán được cho ai nữa, bắt đầu ngưng. Thì lúc này á, thì cũng nghe lại live stream của cái bài khởi nghiệp của sếp Hải á. Thật sự á, mình nói hôm nay không phải mà để PR sếp Hải hay như thế nào, mà thật sự mà muốn để nói về cái điều này á, mình cảm ơn sếp Hải, cảm ơn rất là nhiều.
Cảm ơn, không biết bao nhiêu lần cho đủ. Về cái nguyên tắc mà vàng số 3 gì đó cả nhà, tới cái ngày 17 á, Phước vào mới bắt đầu được nghe. Thấy anh chị em xôn xao thì mình mới nghe được á. Thì mình nói ôi trời cái này hay quá, mình làm thử đi. Tại vì mình thấy sếp Hải nói cái nào cũng có. Cứ sếp Hải mà lên tiếng cái dòng sản phẩm nào là cái dòng sản phẩm đó y như hết hàng. Thì mình thấy vậy mình mới bắt đầu thử. Thì Phước vào nhận được một ca đầu tiên là ca đó ở ngoài Ninh Bình á, thì do xa quá Phước vào không có đi, là cái anh đó là ung thư vòm họng giai đoạn cuối mà quay ra thì coi như là rất là kiệt sức. Một người cao 1m78 mà nặng chỉ còn có 32 kg thì cả nhà nghĩ đi, còn xương không à. Cái hình ảnh đó Phước vào có chụp gửi hình vô trong nhóm rồi đó, thì ai mà có nhớ lại cái hình ảnh đó thì xem lại. Thì ảnh uống trong vòng 3 ngày á, thì bắt đầu ảnh ngủ được, ảnh không còn rên la nữa, với lại cái vết mà nó bị lở loét ra do ung thư đó cả nhà, mà ảnh bị tiểu đường nè, ảnh bị nói chung là quá trời bệnh ở trong con người của ảnh, giống như là siêu thị bệnh luôn rồi chứ không phải là đại lý nữa, thì coi như là nó không còn gì trong cái nội tạng nữa. Thì mạnh dạn chia sẻ với ảnh thì ảnh ổn. Thì khoảng qua 10 ngày thì gia đình ảnh điện với mình là cảm ơn chị. Lúc đó mình chưa có vô bệnh viện làm nên không có ai gọi mình bác sĩ hết á. Cảm ơn chị Phước vào. Hôm nay ba em, ông em, chồng em đỡ rất là nhiều, cảm ơn chị. Thì mình bắt đầu mình tin tưởng. Mình mới bắt đầu có nội động lực. Thì kế đó một tiếp tục nữa thì có một cái ca là Dầu Tiếng Bình Dương á cả nhà. Cả nhà còn nhớ cái ca mà của em Hậu 26 tuổi á, là em đó là em bị ung thư máu giai đoạn cuối cần phải thay tủy. Thì một anh nhìn mình xin được giấu tên bác sĩ của bệnh viện Huyết Học quận nhất nha cả nhà, tại vì mình không có nói tên mấy người bạn của mình ra được do cái nghề nghiệp á, nên cả nhà thông cảm. Thì cho mình cái thông tin này mình mới liên điện liên lạc. Thì gia đình nói là chị nếu mà vậy thì chị gửi ra đi, còn nước còn tát. Mà Phước vào thì ở Gạch Giá, cái người đó thì ở Dầu Tiếng Bình Dương. Thì Phước vào mới nói mẹ cứ cho con đi đi đi, mẹ cũng khóc quá trời. Nhưng mà Phước vào lên xe thì Phước vào cũng chạy cũng niệm Phật dữ lắm, niệm Quan Âm. Thì chạy ra thì Phước vào nghĩ không còn kịp nữa rồi cả nhà. Chạy 8 tiếng đồng hồ không dám ngừng nghỉ, thật sự không có ghé đi vệ sinh luôn cả nhà, không uống nước luôn á, cứ riết tranh thủ riết 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 đi, tại vì người ta che rạp người ta đem hòm đồ vô mình sợ mình không còn cơ hội, thì mình thử thách bản thân mình một lần đi. Mà chạy đi dọc đường thì mình nói vào mày làm được, cái vào mày làm được, nhất định mày phải làm được, cái vào mày phải làm được, cái vào. Thì đi ra tới nơi thì thấy cái hòm chỉ còn rút oxy thả vô thôi. Thì mình vô nói chung mình bỏ cái ba lô xưa thuốc xuống, xong cái mình mới thắp nhang mình vái, xong thì mình mới lại mình mở rồi dở cái mắt của em ra. Thì với cái kinh nghiệm của mình thì mình nghĩ chưa đến nỗi, mạch rồi thì nó cũng yếu nhưng mà cũng còn có thể, thì đây là cơ hội của mình. Thì mình mới quay ra mình nói với người nhà thì bây giờ em cũng đã đem ra tới đây rồi, thì bây giờ xin cả nhà cứ cho em đổ từ đây tới tối, nếu mà em nó không tỉnh thì rút ống cho đi luôn. Mấy bà ban hộ niệm á, bà đang niệm Phật vậy đó cả nhà, bà đứng dậy bà vũ áo vũ quần, bà chỉ thẳng vô mặt Phước vào, bà nói mày đi về, mày đi đâu mày đi ra đây mày tào lao vậy, người ta hộ niệm chuẩn bị giảng sanh rồi mà bây giờ mày đi ra đây mày uống cái gì ăn cái gì đây. Thì ở nhà mới can mấy bả lại, thì Phước vào mới nói chị bình tĩnh, cái này là em cũng muốn cứu người thôi, còn cái chuyện mà gia đình giờ tùy ở gia đình, dù sao em cũng đi là gần 700 cây số em ra tới đây rồi, mấy chị cũng phải hiểu. Thì bây giờ còn nước còn tát thì vợ với lại bà già vợ ông ngoại vợ đồ á thì nói thôi bây giờ chị cứ đổ đi. Thì bắt đầu Phước vào mới thấy cái hàm em nó cứng hết rồi, máu chân lông rồi đầu đồ ngực đồ nó ra hết rồi cả nhà. Thì cái bộ phận mà thường ở trong người mình á là nó cũng không còn nữa, nó bằng hết trơn rồi, thì cái nguy cơ là
tử vong rất là cao rồi. Thì mình mới nói thôi bây giờ em vô em lấy cái muỗng inox cho chị, kèm theo cái khăn đi nại cái miệng hậu ra tiếp chị Hải. Thì Phước vào bóp chặt vô, Phước vào cũng bóp mà thật sự lúc đó rất là động lực. Thì bóp vô thì thấy em nó hả ra đổ mấy muỗng đầu, cái Phước vào thấy nó hước lên cái nó trào máu trong họng nó ra. Thì với kinh nghiệm mình y khoa mà cả nhà nó đã bị loét cái bao tử thì nó trào ra là bình thường. Gia đình là chuẩn bị hậu sự cho em hết rồi, tại vì em nó rất là yếu, nhưng mà mình hy vọng là cũng giống như cái bệnh tật của mình thì mình uống thì mình sẽ khỏe mạnh lại, thì cũng nhờ cả nhà cố gắng hỗ trợ ha, xin ý kiến công ty. Mình uống thì mình sẽ khỏe mạnh lại, thì cũng nhờ cả nhà cố gắng hỗ trợ ha, xin ý kiến công ty để đăng ký được cái thẻ VIP cho em á, vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đổ thêm hai lần nữa thì lần này nó hước lên, chị Phước vào nghe nó nuốt cái ực, cái Phước vào mới kêu nó Hải, nó nghe nè Hải ngon rồi Hải ơi, hậu nó nuốt rồi. Đổ thêm 5-6 lần nữa nhưng mà rất là kiên trì nghe cả nhà, một muỗng cà phê mà đổ nó trào ra, tại vì cái lưỡi nó cứng rồi, xương hàm nó cứng nó đâu có nuốt vô được, cái mới đỡ nó dậy, đỡ nó dậy mà tại vì nó đang bị hư tủy rồi, sợ cái tủy nó bị gãy nữa cũng không dám, tại vì dù sao mình cũng có chuyên môn, cái nói em cứ để cho em nó nằm đợi đi đổ tiếp. Thì Phước vào đổ thêm 5, 6, 7 lần gì nữa đó. Nói chung là một muỗng đó Phước vào pha loãng 180 ml nước trong cái cốc lắc của mình. Thì đổ tầm khoảng được 2 phần 3 cái đó. Thì nghe em nói tự nhiên thấy nó liếm liếm cái miệng. Nói ủa sao làm gì nhanh vậy trời? Mày đừng nói mày quỷ nhập mày nghe trời. Mới đây mà làm gì chưa được tiếng đồng hồ mà mày liếm liếm ông nội ơi. Nói trong lòng mình vậy thôi. Cái Phước vào kêu mấy người đó đi tới gần. Thì thấy nó cái lưỡi nó đưa 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 ra mà cái miệng nó nhép nhép. Cái Phước vào mới lấy cái bông gòn á thấm nước, cái Phước vào bôi ngang cái miệng nó một cái thì dở mắt nó ra thấy nó trong hơn. Cái Phước vào nói là bây giờ là dám khẳng định với cả nhà là hậu nó sẽ không bao giờ chết, tuyệt đối nó không bao giờ chết, tiếp tục đổ. Thì lúc đó là ban hộ niệm mới bớt rần rần lên, thì Phước vào tiếp tục đổ. Đổ đến 8 giờ tối thì em nó mới tỉnh, nó mở mắt ra. Thì lúc đó Phước vào có quay đó, cả nhà thấy không? Lúc đó là mừng lắm rồi, Hải ơi đem thuốc ra đây, đem thuốc ra, đem thuốc ra quay. Thì tự nhiên nó mở mắt lên cả nhà, mà thật sự là giống như là rất là sợ, không biết là nó hay là ma quỷ gì nhập vô nó, mà nó nằm quá lâu rồi tự nhiên bữa nay đổ có một chút thần thánh gì mà giờ mở mắt. Cái Phước vào mới kêu hậu ơi em mở mắt ra đi hậu, chị vào nè, chị đem cái wellness này ra cho em uống cho em hết bệnh em sống lại với vợ con em nha hậu, vợ em nó mới có sanh tháng à. Tự động thấy nó gật đầu cả nhà, trời ơi nói tới giờ còn sởn gai ốc. Nó gật đầu, cái nó gật đầu, cái mình thấy nó gật đầu, cái mình nói bây giờ tiếp tục đổ cho nó đi. Phước vào theo dõi nó tới 11:30 tối, đêm đó là coi như không có ngủ, ráng mà thức để canh nó, mà canh để coi coi mình cho mình cái chữ giám nó tới đâu, cái thành công nó tới khoảng nào. Thì nó uống tới 12 giờ là bắt đầu nó đi tiểu được cả nhà, tự động nó bật ra nó tiểu ướt quần, là bắt đầu bộ phận sinh dục nó bắt đầu lòi ra bình thường giống như một người bình thường. Là cái này Phước vào chia sẻ nhỏ với cả nhà, thật ra nói về vấn đề này nó cũng không được là giống như tinh khiết cho lắm, nhưng mà nói để cả nhà hiểu.
Khi mà nam á mà sắp tử vong, sắp mất á, là tất cả mọi bộ phận trên cơ thể người nam nó bằng trang, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi nó đưa ra ngoài rồi là mọi việc nó bình thường, là Phước vào thật sự rất là mừng. Cái đó thì bắt đầu từ đó tới sau là đổ tới sáng luôn cả nhà, cứ cách 20 phút đổ một lần, 20 phút đổ một lần, tại vì nó mới uống được, nó rất là yếu. Bắt đầu sáng lại là Phước vào mới tranh thủ đi về. Thì chạy về mà về cũng vẫn còn lo, thì cũng hướng dẫn lại cách điều trị đồ này kia cho em nó. Tới chừng mỗi ngày đều gọi điện thoại, 3 ngày là Phước vào có quay cái video cả nhà thấy không? Bắt đầu nó không còn đổ nữa mà nó hút ống hút rầm rầm. Nó hút hết rồi mà nó quơ quơ cái miệng nó kiếm cái ống hút. Tại vì cái ống hút rớt ra, uống hết rồi rớt ra, nó kiếm cái ống hút. Cái nói mày quậy tiếp tục cho nó uống nữa đi. Thì vợ nó mới quậy, tới bây giờ thì nó uống được 2,5 bộ rồi cả nhà. Hôm nay nó đòi đi cạo mũ cao su rồi. Thì thật sự cái niềm tin này là rất lớn đối với Phước vào, bắt đầu từ cái ca này. Là chia sẻ rầm rầm lên nhóm, bắt đầu tự nhiên mình thấy là cái động lực rất là lớn. Đó là cái ca thứ hai. Tim Mạch Gào nói là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, nhưng mà nó rất là ok, tại vì chị sử dụng rất là nhiều người rồi. Thì người ta cũng tin tưởng mình, nhưng mà ở dưới quê á, rất là khó khăn về kinh tế cả nhà. Với lại những người mà ung thư á, thì tiền cũng kiệt, sức cũng kiệt. Rồi cái sự nghi ngờ, cái sự sợ chết, có những nhà rất là thương tâm. Cái người bệnh thì rất thèm được uống, mà người nhà thì lại không cho. Còn có những người á, người nhà rất muốn cho cha mẹ, anh chị em mình uống, mà người bệnh thì không chịu uống. Đó, nó đi ngược lại với nhau hết mà rất là đau lòng. Thì hôm nay Phước vào chia sẻ những cái ca mà như vậy á, thì mong là cả nhà mình hãy mạnh dạn lên đi, bảo đảm. Bây giờ những cái ca nào mà như mất ngủ, rối loạn tiền đình, tê tay mỏi tay chân nè, thoát vị đĩa đệm nè, ung thư đại tràng, ung thư tất cả các dòng ung thư, thì bắt đầu chia sẻ cho uống. Mình đừng bao giờ nói với khách hàng của mình là bên em có dòng sản phẩm chuyên trị ung thư, cái đó là sai. Mình phải nói là bây giờ chị đang bệnh vậy, anh đang bệnh, cô bác đang bệnh vậy, là bên con có cái dòng hỗ trợ sức khỏe, có thể uống kèm chung với thuốc, không thuốc đang điều trị mà không cần kiêng cữ gì hết. Chứ đừng nói thuốc, tại người ta đang uống quá trời thuốc, xạ trị, quá trời liều luôn mà không hết. Đừng nói của mình là thuốc. Cái điều này là không thể chấp nhận được, người ta cũng không dám uống đâu. Mình chỉ mong là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay là chia sẻ bằng cả trái tim. Vì mình rất là yêu cái dòng Wellness, rất là yêu cái công ty Ovidem. Và cảm ơn sâu sắc tới công ty Olem, cảm ơn 1 tỷ lần tới sếp Hải, tới cái bài học khởi nghiệp đầu tiên. Mà mỗi lần nói tới điều này là khóc giống như cha mẹ chết vậy, không biết làm sao, đang cười nói tới đây cũng khóc. Thì cả nhà mình muốn là hãy chia sẻ mạnh cái dòng này lên. Cái ước nguyện, cái tâm nguyện của mình đó là muốn tất cả các người dân Việt Nam của mình và Việt Nam ở ngoài thế giới, ai cũng được may mắn sử dụng Wellness để giảm bớt ung thư nè, giảm bớt cái chi phí điều trị, bảo đảm với cái nhà, cả nhà luôn. Từ 1 tuổi cho tới 30 tuổi khám ra là có bệnh, khám ra là có bệnh, trừ những người uống Wellness. Tại vì á, bên ngành y học không bao giờ nói với bệnh nhân về dinh dưỡng, mà chỉ nói đến bệnh thôi, điều trị thôi. Anh đau cái này leo lên, không, dỡ áo ra, cởi đồ ra, khám. Bắt đầu đưa cái kết quả, khi mà xét nghiệm làm hội chẩn rồi xong là anh phải cắt bỏ cái này, anh phải cắt bỏ cái kia, anh phải cắt bỏ cái nọ. Thật sự mà nói cha mẹ mình thì nói không nghe, nhưng mà bác sĩ nói cỡ nào cũng nghe. Dù là cắt cái đó, không biết mình cắt xong là mình sống hay mình chết cũng nghe. Bác sĩ nói là nghe, không biết bác sĩ là cái gì mà bác sĩ nói là nghe. Thì mình chia sẻ ở đây là không phải là mình PR cái sản phẩm của mình thần thánh gì đâu. Nhưng mà tại do quá trình là mình ăn uống đó, mình không có đủ dinh dưỡng, mình không đủ sức đề kháng, thì cơ thể mình nó suy kiệt thôi. Thì suy kiệt là bắt đầu từ là cái đường ruột, dạ dày, bao tử, rồi tới xương khớp. Khi mình ăn không được, càng ngày càng suy kiệt từ từ, thì khi mà bắt đầu bệnh cái là nó xuống rất là nhanh. Nên bây giờ cả nhà phải chia sẻ giảm mạnh cái dòng Wellness này lên. Wellness không phải là thần thánh, không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng là một loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe rất chi là tuyệt vời, rất là di diệu.
Thì nói chung là wellness kit mình nó cũng rất là lợi hại nha cả nhà, nhức răng, sốt, nóng, sổ mũi, đẹn, đặc biệt là đẹn rất là hay. Đẹn là kêu bằng là nhiệt miệng đó cả nhà, cứ ngậm là hai viên thôi là ok, rất là ok, khan tiếng mà nói không ra luôn nha. Đối với Phước Giàu, từ đây đến cuối cuộc đời chỉ có đi duy nhất một dòng wellness, và hướng cho đội nhóm của mình sau này, hệ thống của mình chỉ duy nhất một dòng wellness. Bye bye cả nhà.